Xin chào mọi người và chào mừng các bạn đến với Akinator. Với ai chưa biết, Akinator là một ông thần đèn và ông sẽ đoán ra được các cái nhân vật mà bạn nghĩ đến bằng cách trả lời một vài câu hỏi. Thì mình cũng bắt đầu. Challenge me. Ở cái này mình không biết là tiếng Việt kiểu nào, nhưng mà ok, mình sẽ dịch cho các bạn. Ở what, bị sao đây? Mình mở lên, let's go. Mình cũng đã chơi một vài lần rồi, nhưng mà những cái nhân vật này mình để dành. Bây giờ đầu tiên, nhân vật của mình nghĩ đến sẽ là Kisiri Doki Doki câu lạc bộ văn ấy. Mình hơi thích cái đấy. Cho nên là bây giờ mình sẽ thử hỏi một cái nhân vật trong game đấy. Lần trước thì trong cái comment của cái video chỉ Monica là được của Dung Senpai ấy, có một người comment là anh hãy thử đố con nhân vật trong Doki Doki câu lạc bộ văn đi. Bây giờ là mình để dành những giây phút này đấy. Nhân vật bạn có phải YouTuber không? Không. Nhân vật của bạn có phải người thật không? Không. Nhân vật của bạn là người Nhật Bản. Nhật Bản thật này. Anime là của Nhật Bản. Oh yes. Là con gái. Yes. Các bạn đã đến trường. Nghi nghi ông này biết rồi đấy. Yes. Các bạn có đánh nhau không? Không. Nhân vật của bạn có anh hoặc chị không? Không. Nhân vật của bạn có sống của mẹ không? Chắc không. Nhân vật của bạn ở trong một trò chơi. Đây là mình có thể quay phim nữa này các bạn này. Đây cũng mình cũng có thể quay phim bằng cái này này. Wow, cái này cũng có một ứng dụng quay phim riêng của nó luôn ấy. Mà mình có dùng Dreamcast hơn, mình sẽ để chèn vào cái này. Đấy. Không có trò chơi không có. Các bạn có kết nối với Doki Doki câu lạc bộ văn không? Chỉ có 10 câu hỏi thôi. Soda đây, nhà có cái trò chơi rất là nổi tiếng. Đây này, đây là hình dạng thật của, đây là hình dạng khi không mặc gì con Kimi, còn đứa đứng bên cạnh là Tifi trong Kenkat Saga. Cái thằng đây là cái thằng người tuyết Yeti.
Ok, và bây giờ mình quay sẽ quay trở lại. Ok, thưa các bạn là con gái không? Có. Trò chơi không có. Có phải từ trò chơi horror có kiểu như là trò chơi kinh dị ấy. Mày có sử dụng súng không? Không. Mày có điều khiển nhân vật không? Không. Rồi bạn có quan tờ, có liên hệ với Undertale không? Không. Không biết thở đấy. Nhân vật của bạn có đánh nhau không? Không. Nhân vật của bạn có tới trường không? Không. Những ảnh này nhìn như này có biết không? Như này không, tớ không biết có không cơ, có không cơ, không biết nhỉ. Level 300 á, tớ từng thấy level này rồi. Chắc là có đấy. Không nhỉ, tớ không biết, tớ sẽ bấm là không biết. Ok, tớ sẽ bấm là không biết. Liên kết với Akinator không? Có phải một robot không? Không. Đấy, hôm nay nó rất khó suy nghĩ. Có phải từ Buhutan không? Không. Nhưng mà có xấu không? Không. Nhưng mà của bạn có sức mạnh không? Rainbow Kimi. Đúng là nếu mà mình phối hợp hai kết quả không, youtuber không, bóng vàng.
hơn 300 tuổi vãi à? Không. Có thắng ngày Olympia không? Có mặc đồ màu hồng không? Màu hồng là Tifi chứ không phải là Kimi. Chế tạo bởi KJ Rowling không biết. Các bạn có phải immortal không? Mình không biết immortal là cái gì. Mình nghe qua rồi nhưng mình không biết nghĩa. Không biết. Bandit. No, sai rồi. Tiếp tục có, đây lần tiếp tục thứ 3 rồi. Nhân vật của bạn có mặc cái hoodie panda không? Không. Mặt của bạn có một cái tên được cười. Kimi không phải tên được cười nhá. Akinator không. Chums không. No, đấy nó lại định nghĩ Monica các bạn ạ. Bay à? Bay thì lúc mà nó mặc đồ cầu vồng và thân nó sỏ sầm khua thế thì đúng là nó có bay trước giữa cái màn hình của mình. Probably có thể. Nhưng mà các bạn có kích cỡ to không? Không, cái con bình thường. Con nữ, yes, nữ. Có gia đình không? Không, không có gia đình. Có sự khác hẳn không? Không. Có từ mythology của Felix không? Tóc cam không? Làm YouTube không? Với Karin Bendo không? Vậy thì thần không? Không. Có hai cái vũ khí không? Người tốt. Đứa trẻ trông hình ảnh như thế cũng trông có lẽ mà nhỏ đúng rồi. Các bạn có thể thấy trong bộ phim không? Tifi Genrasaga. Ôi nhưng không phải Tifi mà là Kimi. Tôi bảo là Kimi chứ không phải là Tifi. Tôi bảo là Kimi. Nhưng mà như thế thì dù sao cũng còn đúng. Vừa nãy tôi bảo nó mặc đồ mà không, không. Tôi bảo không mà. Đấy, nó không có cái lựa chọn gì ở đây. Tôi nghĩ về những cái thứ này các bạn ạ. Tôi không ở trong danh sách. Và tôi phải nhập vào tên của nó là Kimi. Kimi. Xong, để xem người ta có ai có lựa chọn là Kimi không. Kimi, Kimi, Kimi Ranger, Kimi, Kimi, Kimi. Và YouTuber, và tôi không có trong danh sách. À, mình phải mô tả từ Ken Rasoda Saga, Candy, Rush, Soda, Soda Saga. Rồi, bravo, chúc mừng bạn đã đánh bại tôi. Yes, yo, chờ tiếp. Bây giờ mình sẽ nghĩ đến một nhân vật khác. Đây sẽ là nhân vật cuối cùng. Vậy là một lần ông ấy đánh bại mình này. Lần thứ hai ông ấy không đánh bại mình. Và lần thứ ba xem ông ấy đánh bại mình không. Bây giờ ông ấy biết cái con Monica trong Doki Doki câu lạc bộ văn. Ông ấy có biết cái thằng thủ vai trong. Ông ấy có biết nhân vật mà người chơi thủ vai thằng đấy không? Theo những gì là con gái không thì Natsuki đã bảo là eo ơi có đứa con trai ở đây à, thì chắc chắn là phải con trai. No, con trai, con trai có hơn 30 tuổi không? Không, chắc là trung học làm YouTube không? Thật không, con đi bằng hai chân không? Chắc chắn không có. Trời, chơi chơi có bạn sử dụng súng không? Không. Điều khiển không có lý thuyết trường thì chắc chắn là có.
X-Men không? Các bạn có chuyển cargo không? Không. Có làm loài ước không? Không. Có mặc đồ cam không? Không. Có là Nhật Bản. Có lẽ thôi. Nhớ cái simulator không? Có anh hoặc chị không? Tóc trắng. Tóc trắng cái thằng thủ vai đấy mình không biết. Đôn đâu. Có mặc đồ của người chắc chắn là có mặc đồ của người. Tóc đen không biết. Có con gái không? Chưa, bà hỏi tôi chưa xong à, có kết nối với Doki Doki cô là một văn thì có, nhưng mà không phải Monica đâu nhá. The Protagonist là ai? The Protagonist đây chính là cái thằng mà thủ vai trong cái trò chơi đấy. Đây chính là cái đằng đấy. Mình chưa thấy cái trò này thằng này xuất hiện trong game. Nếu ai xem được cái hình ảnh này, hãy ngay đi chia sẻ với Dũng Senpai của mình. Chia sẻ ngay, lập tức. Thật đấy. Thằng này ở ngay đây rồi. Bây giờ mình mới biết được nhân vật của cái thằng vật mà cầu thủ vai trong lần chơi này ấy, chính là cái thằng này. Vậy là thế rồi nhá. Vậy là video của mình đến đây kết thúc thôi. Nếu các bạn muốn mình làm thêm những cái series về cái ông Akinator này thì các bạn hãy để dưới phần comment hoặc sao cũng được. Và tóm lại mình ăn thua ông này rồi, chỉ có phần Kimi là mới không đoán được thôi. Còn Monica với lại cả cái thằng Polan Gotit đó thì đấy, sao khi các bạn trả lời được mấy cái ông ấy đánh bại được các bạn ấy. Ôi, nhân vật đã chơi được 2259, vậy là rất ít những người biết được cái nhân vật. Đây là những cái huy hiệu của mình này. Đấy, mình có 5 huy hiệu standard mà mình vẫn chỉ hỏi những cái thằng dễ dễ thôi. Nếu bạn có gợi ý cho mình về một vài cái nhân vật nào đó thì các bạn cũng để dưới phần comment để mình biết. Và bây giờ thì xin chào và...